Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài con. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Suối nguồn tình yêu,
Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tăng, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với tin tưởng vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, xin phép gia đình cho trại hợp ba sĩ chúng tôi được thành kính phân ưu chia buồn đối với gia đình tan quyến. Lời phân ưu chia buồn sau đây. Thưa tan quyến, chúng tôi đội mai táng thuộc trại hợp ba sĩ xin được phép chia buồn cùng tan quyến về sự ra đi tịch diện của bà Maria đã qua đời. Chúng tôi không khỏi xúc động khi nghĩ đến chỗ trống trong gia đình này, thương tiếc kẻ đã ra đi, cũng như cảm thông với nỗi buồn của những người thân yêu còn ở lại. Chúng tôi đến để phân ưu chia buồn và xin phép làm nhiệm vụ bộ đội. Xin cha từ ái an bài mọi sự sao cho đẹp ý người, và xin người ban nhiều ân huệ cho chúng ta. Như danh cha và con và thánh thần. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ca sáng, nước cha chỉ ra đi, cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Một kiếp người chưa bao ngờ
Chúa yêu thương. Ngày giã tư xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ buồn,
nước mắt mẹ nghe em. Khi còn sống trong cuộc đời chóng qua này, người chị em chúng con đã được Chúa luôn hết lòng yêu thương. Giờ đây, xin Chúa truyền cho người chị em mà Chúa đã cho thoát khỏi mọi sự dữ, được vào nơi an nghỉ muôn đời. Vậy, chúng con cầu xin lòng nhân từ Chúa, cho tôi tới Chúa sau khi thoát khỏi mọi sự dữ được vào thiên đàng, nơi không còn phải khóc lóc, than van và đau khổ nữa, nhưng được hưởng bình an hoan lạc cùng với con Chúa và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa
thì hãy tin vào Thầy, căn nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết được rồi. Ông Thomas thưa với người: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Đức Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Sinh tháng ngày vắng vọng, tươi thắm như cỏ hồng hoa đồng. Một cơn gió hoạt là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Thật là ý nghĩa khi cộng đoàn chúng ta cùng với gia đình tam quyên họp mặt tại ngôi nhà thờ này, cùng hiệp thông với nhau để dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: Anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Đây cũng là lời mà Chúa Giêsu muốn gửi đến mỗi người chúng ta, các viên đối với gia đình tam quyến trong thánh lễ an táng sáng nay: Đừng buồn, đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: Anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Sở dĩ Chúa Giêsu nói như thế là bởi Ngài sắp phải lìa xa các ông. Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết, nhưng Ngài sẽ sống lại. Vì thế Chúa Giêsu bảo các ông đừng sao xuyến. Ngài mời gọi các ông hãy tin vào Ngài, hãy luôn đặt niềm gần trong nơi Ngài. Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng bảo chúng ta: Anh em đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là chuyện không thể tránh khỏi trong kiếp sống con người, nhưng thế nhưng thật ra sự ra đi của người trước sự ra đi của người thân làm sao chúng ta lại không có cảm giác mất mát chân vắng, cũng như những tâm trạng tiếc thương đau buồn. Giờ đây bà Maria đã nhắm mắt xuôi tay mà trở về với Thiên Chúa. Với 64 tuổi đời trước thế, bà Maria đã cố gắng nỗ lực hết mình để sống bổn phận là vợ, là mẹ, là bà của mình. Một cuộc đời tầm tảo lắm tầm, hy sinh với rất nhiều vất vả để nuôi dạy các con, bà đã chăm lo, nuôi dưỡng, dạy dỗ và mong ước các con mỗi người được hạnh phúc. Đồng thời chắc chắn bà cũng rất mong các con, các cháu của mình biết về Chúa và luôn sống hòa thuận yêu thương nhau. Đời sống của bà đơn sơ giản dị, nhưng chất chứa trong đó là một sự hy sinh to lớn vì tình yêu dành cho gia đình. Bà đã cảm tạo với bà sau thức tiết của mình, cho nên những người thân chúng ta hãy mong thương bà vững vàng trước biến cố đau thương này. Vì chúng ta biết rằng nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu mà con người nhận được ơn cứu độ, được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng thế chết không phải là hết, chết không phải là đi vào cõi hư vô, nhưng chính không chết đi là khi muốn sống muôn đời. Ai rồi cũng sẽ chết, cái chết chính là một số chung của kiếp người. Chỉ khi chết đi ta mới có thể bước vào cõi sống mà thôi. Cho nên chúng ta đừng quá đau buồn trước sự ra đi của người
sự ra đi của bà Maria cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng phải từ giã mọi sự mơ trần thế này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ra đi đó và một đời sống tốt lành như Chúa dạy. Như lời Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận khuyên mỗi người chúng ta, người đời đó mỗi ngày gần một hơn một bước, còn phải nói mỗi ngày gần cửa thiên đàng hơn một bước. Chúa sẽ gọi ta bất ngờ vào ngày giờ ta không biết, có thể ngay người tai ta, nên ta hãy sang trả cho ngày đó, đừng để mình phải hối tiếc. Trước cái chết của bà, mỗi người chúng ta, những người thân, những con cháu của bà cảm thấy bùi ngùi sợ đậm, đau buồn và tiếc thương. Dưới con mắt đức tin, chúng ta tin chắc rằng bà đã hoàn thành tốt sứ mệnh Chúa muốn. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện thật nhiều cho bà để bà sớm hưởng nhan thánh Chúa. Có lẽ ngày lúc này bà rất cần những lời cầu nguyện, những sự hy sinh của mỗi người chúng ta. Ông bà, anh chị em thân mến, tóm lại lời Chúa Giêsu bảo các môn đệ ngày xưa cũng là lời bảo của Ngài đối với chúng ta, các em đối với gia đình đang quý hôm nay. Anh em đừng xa xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Đừng thất vọng sợ hãi hay thiếu lòng tin tưởng, thiếu lòng gợi chắc vào Chúa. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại mà ban ơn cứu độ cho tất cả những ai tin và sống theo lời Ngài chỉ dạy. Như lời Thánh Phaolô đã nói, nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Tuy nhiên, vì mang thân phận yếu đuối của con người, bà Maria đây cũng không tránh khỏi những thương xót lỗi lầm. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho bà, xin Chúa thương tha thứ và sớm dẫn đưa bà vào nước thiên đàng. Để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng.
Thank you.
Chúa xin đến cứu giúp, lạy các thiên thần của Chúa xin đến gặp linh hồn này. Xin nhận đưa linh hồn Maria lên chương nhan tâm tôi cao. Xin Đức Kitô đứng gọi linh hồn Maria, đón nhận linh hồn Maria. Xin các thiên thần dẫn đưa linh hồn Maria vào lòng tổ phụ Abraham. Xin đến gặp linh hồn này. Xin dâng linh hồn Maria lên chương tôn nhan tâm tôi cao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn này được nghỉ yên muôn đời và có ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Xin dâng linh hồn Maria lên chương tôn nhan tâm tôi cao. Lạy Cha đất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Đức Kitô. Vậy, lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa. Và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trôi qua cầu này
ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đuổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ cát bụi là ta mai này trong qua. Người nhớ chưa ta là cát bụi trở về cát bụi. Xin người nhớ chưa, người nhớ chưa ta là cát bụi trở về cát bụi. Xin người nhớ chưa, người nhớ chưa ta là cát bụi trở về cát bụi. Xin người nhớ chưa, người nhớ chưa ta là cát bụi trở về cát bụi. Xin người nhớ chưa. Danh cha và con và thánh thần, amen. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với người, và mọi người đều phải chết nơi Adam, thế nào thì cũng sẽ được sống. Đời Đức Kitô như vậy, niềm hy vọng của chúng ta đã chiếu sáng nơi trần gian này, là nhờ Đức Kitô đã giao hòa tha cùng Thiên Chúa. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến với người, và mọi người đều phải chết nơi Adam, thế nào thì cũng sẽ được sống. Nơi Đức Kitô như vậy, tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai trên bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên ngày thánh giá chết và thăng ra, xuống ngục tổ tông ngày thứ ba với trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này ca thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy à. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, thì ra đi Cha thấy hiện giới ác cũng như thế.
xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chúa. Tới luôn anh, tới luôn anh. Anh lại. Nhưng chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Maria mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi. Nhớ nhân cha và con và thánh thần. Amen. Ơi xin hãy nhớ rằng ba tấc đất mới thật nhà ta. Mời bà con lại dùng bữa cơm vậy. Dạ con xin đại diện gia đình chúng con xin cảm ơn một vụ giống xứ với bà con thân hữu, bạn bè, anh chị em, cô bác gần xa và vợ đầu tiên đã dành thời gian để tham dự thánh lễ và xin cầu nguyện cho mẹ chúng con. Sau khi mẹ của con đã được an táng ở đây thì con xin mời quý bà con cô bác thân hữu cùng quay lại tư gia là nhà phẩm sáu tay để dùng bữa gia đình chúng con cũng thân thân mật. Và sau đó vào lúc 18 giờ chiều là 6 giờ chiều nay, gia đình chúng con có tổ chức buổi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn của mẹ của chúng con. Con kính xin quý ông bà cô bác và con thân hữu bạn bè gần xa dành cho cái thời gian để cùng đến để đọc kinh và thời cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Con xin chân thành cảm ơn. Người như cơn gió mai này về cõi hư vô, phận người thật mong manh như chim non đậu trên cây. Ôi nhân sinh cõi trời nhân vui buồn lửa thoáng mây bay, chốn thiên thu mãi mãi chỉ có nơi cho mà thôi. Rơi chiếc lá vàng khô, ngày nào hoa kia khoe sắc, nay úa vàng cùng gió bay đi. Năm tháng luôn xoay vần, thời gian ôi đã trôi qua rồi. Đời con nay trông phai tàn, như xuân sang đến rồi vụt tan. Phận người như cơn gió mai này về cõi hư vô, phận người thật mong manh như chim non đậu trên cây. Ôi nhân sinh cõi trời nhân sinh vui buồn đưa thoáng mây bay, chốn thiên thu mãi mãi chỉ có nơi cho mà thôi. Chốn thiên thu mãi mãi
thế sự thế trần nào mới thay ngang trái đạo điên. Lòng người ôi sao gian dối, sống vô tình bạc nghĩa như vôi. Con khát khao mong chờ về bên chính đấng con tôn thờ. Hồn con đây mãi khắc khoải cho đến lúc yên nghỉ bình an. Phận người như cơn gió mai này về cõi hư vô. Phận người thật mong manh như chim non đậu trên cây. Ôi nhân sinh coi trời nhân sinh vui buồn tựa thoáng vây bay. Chốn thiên thu mãi mãi chỉ có nơi cho mà thôi. Trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, nguyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi rời, thương nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Lòng mẹ bao la vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê
xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi rời. Thương nhắc nhở con hãy sống thành cao, hỡi con yêu của là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời.